Lần đầu tiên, Võ Minh Lâm xin gửi đến quý vị khán thính giả gần xa lời chúc sức khỏe và lời chào kính mến nhất. Và bài hát gửi đến chương trình ngày hôm nay, Võ Minh Lâm xin gửi đến quý vị một bài vọng cổ rất quen thuộc của tác giả Hồ Nam. Bài vọng cổ được mang tên Một Khúc Nam Ai. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chiều nghĩa trang một phần trơ hoang vắng, con tìm về thăm lại người xưa. Kỷ vật còn đấy theo ngày tháng gió mà dấu tích không phai hình dáng cô. Bác hai ơi, con đàn đấy một khúc nam hoài niệm người xưa khuất bóng xa rồi để lòng buồn đơn côi rơi rước mãi trong đời. 20 năm lạnh lùng trôi qua kỷ niệm sâu tóc xanh dù đã phai màu mà chuyện cũ nào quên. Một khúc nam ai sâu đậm nghĩa tình trọn tâm lòng thủy chung yêu tổ quốc đồng bào trung hiếu tình trước sau đã mấy phen quân thù khiếp sợ khi bác hai khải tiếng đàn kim ôi một bản kim tiền hay một khúc nam ai. Bác hai ơi, con đàn đây một khúc nam ai để vong hồn bác được yên vui bên tượng đài liệt sĩ. Tiếng đàn ngày nào bác hãy lên vang dở để ngàn năm bác ngã xuống anh hùng. Dòng máu miền Trung tô thắm ngọn cờ hồng, làm sao quên được hình ảnh ngày hôm đó trước họng súng quân thù bát năng phim so dây. Đồng bản kim tiền hay một khúc nam ai, ôi giai điệu Bắc Nam mỗi ngã đường sinh tờ. Tai nhân phim đàn reo rắc gọi người ơi, một khúc nam ai phá dòng dây đau phổ. Thank you.
đơn. Dây vô thiên liên lắng động mỏi tâm hồn, chặt phóng lửa đốt nhà bác, con lao vào liều chết cứu bác ra. Quên cả mình đang theo giặc giết hại dân ta, gây bao tội ác khắp cùng thôn xóm. Bà con kêu đến đấu tranh cương quyết, bác mới được yên lành chỗ chôn cất trang nghiêm. Giặc tình nghi đài con đi dùng một, con vẫn không quên mang theo cây đàn kiềm, kỷ vật gợi buồn dương dân mài trong tim. Lòng thôn thức với tiếng đàn năm cô. Ba khai ơi, một khúc nam ai đã đưa con về cội nguồn dân tộc. Bản sắc quê hương sáng người đạo lý, làm gục ngã ý nghĩ xâm lăng loài bào ác tham tàn. Suốt 20 năm dấu bể khôn lường, con vẫn chắc chiêu giữ cây đàn lòng bông, dù mưa nắng dài dầu theo năm tháng thời gian. Khi cầm đàn cải khúc nam ai, con nhớ mãi hình dáng bác hai kiên cường bất khuất. Hồn nước thiêng liêng cội nguồn sâu đậm, một khúc nam ai dân nghĩa sáng người. Tìm về thăm mộ người xưa, con ngồi đấy đàn tiếp nối khúc nam ai, chắc hồn bác cũng được nhẹ nhàng thanh thản. Cùng nhớ cùng thương điệu đàn muôn thuở, dòng lệ rưng sâu hoài niệm đàn kiềm hay lòng bác thương nhớ nước non. Con nghe trong tim niềm rai rất bồi hồi, suốt 20 năm giữ gìn trân trọng, giờ xin trao lại đàn cho con cháu bác hai. Kỷ vật còn đây lòng bóng muôn đời, qua bao thế hệ sáng ngời lòng son. Dạ vâng, xin cảm ơn những tình cảm thân thương của quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn nghệ sĩ Võ Minh Lâm, và chúc bạn sẽ có nhiều thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình.